Xin chào quý phụ huynh và quý đồng nghiệp đã đến với chương trình 60 phút cùng bác sĩ Nhi Đồng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, các vấn đề về da của trẻ luôn luôn là chủ đề được nhiều bậc phụ huynh quan tâm, bởi không dưới một lần con trẻ của chúng ta xuất hiện các nốt sẩn, hồng ban da hoặc mề đay trên da với muôn hình vạn trạng, các hình dạng, kích thước và vị trí. Mề đay có thể gây ngứa ngáy khó chịu cho trẻ, ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ cũng như tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra bởi các bậc phụ huynh khi đưa con em mình đến khám như: nguyên nhân gây ra mề đay là gì? Liệu nó có gây nguy hiểm cho trẻ hay không? Và sẽ cần điều trị như thế nào? Có thể bôi thuốc hay các loại dầu lên được không? Chúng ta sẽ cùng giải đáp các thắc mắc này với khách mời của chúng ta ngay sau đây nhé. Đến với chủ đề mề đay cấp ở trẻ em, lời khuyên từ bác sĩ dị ứng trong buổi chiều nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc đến từ đơn vị dị ứng khoa nội tổng quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1. Và tôi, bác sĩ Trình Thị Thu Thủy đến từ khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ cùng đồng hành với quý vị trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ Ngọc. Lời đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về khái niệm mề đay. Như vậy thì mề đay được hiểu là như thế nào ạ? Xin chào bác sĩ Thủy và các quý phụ huynh. Thì mề đay là một bệnh lý da liễu rất là phổ biến và gây nhiều khó chịu. Bệnh rất phổ biến trong số những người chúng ta ở đây, tới 20% có ít nhất một đợt mề đay trong cuộc đời. Và ở trẻ em cũng vậy. Thì theo nghiên cứu của nước Anh thì tỷ lệ mà trẻ bị mắc bệnh mề đay đến khám ở phòng khám cấp cứu chiếm tới 8%. Thì đây là những nốt đỏ gồ trên bề mặt da gây ngứa ngáy khó chịu. Cái nốt mề đay này có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu ở trên cơ thể, từ đầu tới chân, có thể ở quanh miệng. Ban đầu có thể là những nốt nhỏ giống như mũi chích thôi, nhưng mà sau đó thì các nốt này có thể kết hợp với nhau tạo thành những mảng, người ta gọi là mảng mề đay. Đặc điểm là ngứa lắm, làm cho em bé khó ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và phải đi khám bệnh. Như vậy thì cơ chế nào gây ra hiện tượng mề đay ạ? Thì mề đay gây ra bởi các tế bào ở bề mặt da của mình, gọi là tế bào mast. Thì các tế bào này sẽ gây phóng thích các hạt có nhiều hóa chất trung gian khác nhau, trong đó có chất chủ yếu là histamine. Chất này có tác dụng là gây ra giãn các mạch máu ở phía dưới da, làm thoát các huyết tương từ trong mạch máu vào cái mô dưới da, gây ra phù nề và sẩn ngứa. Thì những nguyên nhân gây ra kích hoạt cái tế bào mast giải phóng histamine sẽ gây ra mề đay. Một trong số các câu hỏi được các bậc phụ huynh rất quan tâm đó là mề đay xảy ra là do các nguyên nhân nào ạ? Thì có rất là nhiều nguyên nhân gây ra bệnh mề đay. Một số nguyên nhân phổ biến gây ra mề đay cấp tính như các bệnh nhiễm trùng, hô hấp, nhiễm siêu vi. Đôi khi mề đay do phản ứng với các chất kích thích hay là vết mũi chích. Hoặc là mề đay có thể gây ra do các yếu tố vật lý như là ánh sáng mặt trời, thời tiết thay đổi nóng quá hoặc lạnh quá. Hoặc đôi khi là do các yếu tố áp lực như là mặc quần áo chật hay là các vết cào gãi cũng có thể gây nổi mề đay. Và một nguyên nhân thì ít gặp hơn đó là mề đay gây ra do các bệnh lý dị ứng thức ăn hay là dị ứng thuốc hay là dị ứng vaccine, vân vân. Thì có rất là nhiều yếu tố mà có thể kích hoạt một đợt mề đay cấp. Sau khi nghe bác sĩ Ngọc chia sẻ thì có vẻ là hơi khác so với quan điểm của đại đa số các bậc phụ huynh, đó là mọi người đều quan niệm là mề đay xảy ra là chỉ là do dị ứng mà thôi. Như vậy thì sau trong hết tất cả các cái nguyên nhân thì dị ứng cũng không phải là nguyên nhân thường gặp nhất phải không ạ? Đúng rồi. Thật ra là dân gian mình vẫn hay nghĩ mề đay là dị ứng. Nhưng mà nguyên nhân thường gặp nhất mề đay, đặc biệt ở trẻ em, đó là do nhiễm trùng hay là nhiễm siêu vi. Thì theo một số nghiên cứu, những cái trường hợp mà mề đay phát hiện được nguyên nhân á, thì ở người lớn là 40% nguyên nhân là do nhiễm trùng, và trẻ em là tỷ lệ này tới 60%. Thì những cái virus mà gây ra mề đay thì có thể là các virus gây nhiễm trùng hô hấp trên, rotavirus, Epstein-Barr virus hay parvovirus vân vân. Thì tại bệnh viện chúng tôi thường là gặp những em bé mà bị sốt, cảm, ho sổ mũi một hai ngày đầu thôi,
Tới ngày thứ ba thì bé bắt đầu xuất hiện cái nốt nổi mề đay, sẩn ngứa, có thể vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy chẳng hạn. Thì các nốt này nó cứ lặn lên rồi nó lại hết rồi nó lại nổi lại, làm cho người nhà rất là lo lắng. Đặc điểm là cái nốt mề đay nó bất tử, khi nào muốn nổi thì nổi, không có liên quan ngay lập tức sau khi uống thuốc. Và triệu chứng có thể kéo dài cả tuần hay là 2 tuần khi bệnh đã kết thúc. Như vậy không phải cứ thấy nổi mề đay là do dị ứng phải không ạ? À, vậy thì theo bác sĩ Ngọc, mề đay khác dị ứng như thế nào ạ? Thì mề đay là một phần của các phản ứng dị ứng, nhưng mà không phải tất cả các trường hợp mề đay nào cũng là dị ứng. Nhưng mà chúng ta đã nói ở phía trên á, là mề đay này do tế bào mast ở da giải phóng ra cái chất gọi là histamine. Thì có nhiên rất là nhiều yếu tố kích hoạt gây ra phóng thích cái histamine này, thì dị ứng là một trong những nguyên nhân. Đây là một mề đay là một phần trong triệu chứng dị ứng. Vậy thì dị ứng có bao nhiêu mức độ và cái cách phân biệt các cái mức độ này thì mình sẽ phân biệt bằng những cái dấu hiệu nào ạ? Cái câu hỏi này rất là quan trọng, bởi vì đúng là mề đay không nhất thiết là dị ứng, nhưng mà những trường hợp mà dị ứng có biểu hiện mề đay là những trường hợp mà dị ứng có khả năng nặng và đe dọa tính mạng. Thì dị ứng xảy ra khi mà trẻ sẽ tiếp xúc với thức ăn, thuốc hay là vaccine mà trước giờ bệnh nhân chưa từng sử dụng, hay là lâu rồi không tiếp xúc. Thì những cái bệnh nhân này sẽ xuất hiện nổi mề đay sau đó tức thì 1-2 phút, hoặc là có thể trong vòng 1-2 tiếng sau khi tiếp xúc với dị nguyên. Thì cái triệu chứng mề đay có thể nặng hay nhẹ khác nhau. Với những trường hợp mà nhẹ á, thì bệnh nhân chỉ có nổi mề đay trên da thôi. Như là những em bé bị dị ứng sữa bò á, thì thường là em bé sẽ sau 1 đến 3 ngày đầu tiên sau khi mẹ cai sữa và tập cho bé bú bình á, thì bé bắt đầu xuất hiện những nốt mề đay ở quanh cái miệng. Rồi sau đó là cứ lặp đi lặp lại, lần nào uống sữa xong bé cũng nổi mề đay, thì mẹ liền phát hiện ra là nó có liên quan với sữa, và mẹ có thể hiểu được là mề đay đi do dị ứng sữa. Đó là những trường hợp nhẹ, không có diễn tiến nặng. Tuy nhiên có những trường hợp dị ứng mà có biểu hiện mề đay rất là nặng, có thể tử vong. Như là ta vẫn hay nghe những cái trường hợp mà dị ứng thuốc hay dị ứng với thức ăn mà gây tử vong á. Thì ở bệnh viện chúng tôi cũng đã gặp rất là nhiều trường hợp mà trẻ đến khám cấp cứu vì dị ứng thức ăn, mà đặc biệt là những cái thức ăn như là sữa, trứng hay là các hải sản hay cá. Tuy nhiên là thậm chí có trẻ là dị ứng với chôm chôm mà cũng có thể gây sốc phản vệ và gây đe dọa tính mạng. Như vậy thì khi mà đứng dưới góc độ phụ huynh thì quý phụ huynh sẽ cần phải theo dõi những cái dấu hiệu nào để mà phát hiện kịp thời các cái tình trạng dị ứng nặng hay còn gọi là sốc phản vệ ạ? Thì vì cái dị ứng có thể diễn tiến nhanh chóng tới sốc phản vệ, cái đe dọa tính mạng, vì thế chúng ta cần phải nhận biết các dấu hiệu mà gợi ý cái dấu hiệu phản vệ cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay. Bởi vì trong trường hợp đó nếu mà không cấp cứu kịp thời, trẻ có thể tử vong. Thì những cái dấu hiệu mà gợi ý đó là thứ nhất là tình huống là trẻ sau khi ăn một cái món ăn gì đó, hay là sử dụng thuốc, hay là trích vaccine, trong vòng vài phút hoặc là 1 giờ thì trẻ bắt đầu xuất hiện các nốt mề đay, có thể kèm các dấu hiệu nặng khác như là phù mắt, phù môi, khó thở, ho, khò khè, cảm giác rất là nặng ngực. Đôi khi trẻ sẽ cả nói là đau bụng dữ dội, hay là nôn ói, hay là đi tiêu lỏng, hoặc là mặt tự nhiên trẻ tái xanh ra và giống như là muốn xỉu. Thì những trường hợp đó phải đi cấp cứu ngay tức thì, bởi vì trẻ có thể diễn tiến rất là nặng. Trong quá trình làm việc thì bác sĩ Ngọc có thể kể lại một vài cái trường hợp sốc phản vệ do thuốc hoặc thức ăn mà mình đã từng gặp trong cái trong suốt cái quá trình hành nghề được không ạ? Và sau các cái tình huống này thì quý phụ huynh sẽ có những cái lưu ý gì đặc biệt trong những cái trường hợp này? Thì ở bệnh viện chúng tôi cũng tiếp nhận rất là nhiều trường hợp bị sốc phản vệ do dị ứng thuốc hay thức ăn. Những trường hợp dị ứng thuốc thường gặp ở trên khoa, như là bệnh nhân sau khi chích thuốc kháng sinh á, thì
thường sẽ được bác sĩ dặn là ở lại ngồi đó theo dõi trong vòng nửa tiếng đến một tiếng các dấu hiệu nguy hiểm. Thì có những cái bệnh nhân là mới chích xong 5 phút sau là vô tái xanh ra mà bắt đầu nổi về đây thì bác sĩ khám là có dấu hiệu của phản vệ và phải cấp cứu bằng cách là tiêm bắp cái thuốc cấp cứu adrenaline ở bắp đùi á. Còn những cái bệnh nhân mà dị ứng thức ăn á, thì ngoài phòng cấp cứu ở khoa cấp cứu thì gặp là rất là thường xuyên, nhưng mà khi mà phòng khám chúng tôi mới thành lập á, có gặp một bé rất là đặc biệt. Bé này là bé gái, nhà ở Kiên Giang, tới khám ở phòng khám dị ứng lúc 10 tuổi. Thì bé có một tình trạng dị ứng sữa rất là nặng, kèm theo bệnh hen suyễn. Thì tình trạng dị ứng sữa của bé bắt đầu từ rất là sớm, lúc mà mẹ bắt đầu cai sữa, rồi mẹ cho uống sữa công thức để chuẩn bị đi làm á, thì bé bắt đầu có biểu hiện nốt nhỏ, rồi cứ tái đi tái lại trong vòng 2-3 ngày. Thì mẹ nhận ra là bé dị ứng sữa, nên là mẹ không có cho uống sữa bò và các sản phẩm của sữa nữa. Thì tuy nhiên là thời gian đó thì mẹ không có điều kiện để cho bé đi khám bệnh hay làm test gì khác. Thì tới khi 5 tuổi thì bé bắt đầu xuất hiện biểu hiện của bệnh hen suyễn, và cái bệnh hen của bé cũng khó kiểm soát, khó. Bé được điều trị phòng ngừa rồi cắt cơn cũng khá thường xuyên. Cho tới 8 tuổi có một lần là bé đi ăn sinh nhật bạn, bé uống một ly sinh tố mãng cầu. Thì khi mà uống sinh tố mãng cầu sau 5 phút sau thì bé bắt đầu xuất hiện mề đay và ho, khò khè. Bé cảm thấy rất là tức ngực và khó thở. Thì những người xung quanh kêu gia đình tới đưa đi bệnh viện gấp. Thì lần đó là cũng may là gia đình đưa tới trạm y tế gần nhất và báo cho bác sĩ là bé dị ứng sữa và có bệnh hen suyễn. Do đó bác sĩ đã cấp cứu kịp thời. Thì tình huống này cho thấy là đôi khi dị ứng thức ăn á, cha mẹ biết là mình dị ứng thì có thể báo cho bác sĩ biết, thì bác sĩ sẽ nhận diện ngay đây là tình trạng cấp cứu sốc phản vệ. Tuy nhiên một số trường hợp mà dị ứng thức ăn, mà thức ăn nó ở trong các món ăn khác, mà mình gọi là trong cái thuật ngữ y khoa gọi là bị che giấu, giống như là bé này là uống sinh tố mãng cầu thì mình cảm thấy là ổ đâu liên quan gì đến dị ứng sữa đâu, không lẽ là dị ứng sinh tố mãng cầu. Thật ra là sinh tố mãng cầu đã được làm pha cùng với sữa, thành ra là bé có biểu hiện ngay tức thì sau khi uống nước sinh tố mãng cầu. Do đó là chúng ta khi mà dị ứng thức ăn thì chúng ta phải cẩn trọng, cái thức ăn đó có thể tồn tại ở dưới dạng khác nhau trong các món ăn mà chúng ta cần phải cảnh giác. Vì thế là ở nước ngoài á, đối với những trường hợp dị ứng thức ăn á, các em bé hay được đeo những cái vòng đeo tay hay là đeo những cái thẻ dị ứng. Thì những cái trên đó thì sẽ ghi là mà dị ứng sữa, dị ứng đậu phộng hay là dị ứng tôm, hay đôi khi là dị ứng penicillin. Thì khi mà bé đi học hay là đi chơi thì những người xung quanh, cô giáo hay là các nhân viên ở canteen, họ sẽ nhận biết bé có vấn đề dị ứng để họ chú ý hơn cho bé ăn. Thì cái việc đó nó rất là có ý nghĩa, bởi vì sẽ giúp mình phòng ngừa được cái tình trạng phản vệ xảy ra ở trường học hay là ở khi bé sinh hoạt trong xã hội. Do đó là để nhận biết các dấu hiệu nặng, cấp cứu kịp thời là rất là quan trọng. Và tất cả các cơ sở y tế, từ trạm y tế cho tới những cái phòng khám đều có khả năng xử trí sốc phản vệ và có sẵn dụng cụ cấp cứu. Vì thế nên là khi mà bé bé có dấu hiệu phản vệ thì quý vị phụ huynh đừng có vất vả phải nghĩ là thuê xe đi lên tới bệnh viện chuyên khoa, mình chỉ cần đi tới nơi gần nhất thôi, bởi vì Bộ Y tế đã quy định là mọi nơi đều phải có khả năng cấp cứu sốc phản vệ. Sau khi những cái nơi đơn vị đó cấp cứu xong thì bé sẽ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên một cách an toàn hơn, như vậy sẽ cứu được mạng sống của bé. Như vậy thì việc đeo một cái vòng tay ghi những cái thông tin dị ứng hoặc là đeo cái bảng tên dị ứng cho trẻ cũng là một cái gợi ý rất là hữu ích của bác sĩ Ngọc, phải không ạ? Như vậy nếu như mà trẻ trong trường hợp nổi mề đay tái đi tái lại nhiều lần, nhưng mà lại trong cái trường hợp không có rõ là con có phải là dị ứng thuốc hay thức ăn hay không, thì lúc này thì quý phụ huynh sẽ cần phải làm sao ạ? Trong trường hợp mà bệnh nhân có những cái trường hợp mề đay tái đi tái lại á,
mà không biết có liên quan đến thức ăn hay thuốc gì không. Phụ huynh rất là hay hỏi là bé có gì ăn cái món này hay món kia hay không. Thì cái việc này phụ huynh cần cố gắng ghi nhớ và ghi chú lại nhật ký thức ăn của mình. Ví dụ khi mà trẻ bắt đầu nổi mề đay thì cố gắng nhớ lại là trong 1 tiếng trước hoặc là 2 tiếng trước trẻ đã ăn món gì. Cụ thể là món chứ không chỉ là ví dụ như là món cháo tôm thì trong cháo tôm phải có cái gì nữa cơ, chứ không nhất thiết là chỉ là mình cháo tôm thôi, đôi khi có nấm này, có đậu Hà Lan chẳng hạn, thì mình phải ghi chú đầy đủ các thành phần trong món ăn đó ra để xem có cái món nào mà lạ mà bé chưa từng ăn hay không. Và đôi khi là cũng phải ghi nhận lại những cái toa thuốc mà bệnh nhân đã sử dụng trong thời gian gần đây. Ví dụ như là đi nhà thuốc thì phải biết thuốc tên gì để bác sĩ có thể truy cứu lại là nó có liên quan đến các loại thuốc đó không. Thì với cái ghi chú cẩn thận như vậy thì bác sĩ sẽ có thể xác định được mối liên quan giữa cái mề đay và các thuốc hay thức ăn có liên quan gọi là dị ứng hay không. Và đặc điểm của cái dị ứng thức ăn hay thuốc là cái triệu chứng mề đay sẽ tái đi tái lại khi mình gặp đúng cái loại thức ăn đó. Và khi ngưng ăn thức ăn đó thì bệnh nhân sẽ hết mề đay. Kính thưa bác sĩ Ngọc, thì hiện nay có các phương pháp nào giúp xác định chính xác được nguyên nhân mề đay không ạ? Để chẩn đoán mề đay cấp tính á, thì chủ yếu là các bác sĩ sẽ dựa vào hỏi bệnh sử chi tiết và khám lâm sàng. Đôi khi mà cần thiết lắm á, khi mà chúng ta hỏi bệnh sử và khám mà có những cái yếu tố gợi ý bị mề đay cấp liên quan đến dị ứng thức ăn hay dị ứng thuốc hay là các bệnh lý nhiễm trùng thì bác sĩ sẽ cho làm xét nghiệm. Ví dụ như là trường hợp dị ứng thức ăn như ban nãy á, thì bác sĩ có thể thực hiện test lẻ da để với cái thức ăn mà mình nghi ngờ để xác định là có nổi mề đay khi mà tiếp xúc với thức ăn đó hay không. Khi mà không có sự tương xứng giữa cái biểu hiện lâm sàng và cái kết quả test thì bác sĩ có thể thực hiện xét nghiệm máu định lượng nồng độ Inger đặc hiệu với thức ăn đó, hoặc là đi xa hơn là chúng ta sẽ thực hiện nghiệm pháp thử thách đường miệng với cái thức ăn đó để chẩn đoán xác định bị dị ứng hay không. Thì cái còn những cái bệnh lý như là nhiễm trùng thì khi mà có gợi ý thì bác sĩ sẽ cho làm các xét nghiệm máu cần thiết. Tuy nhiên đa phần các trường hợp là mề đay là giống như là vô căn, không có tìm được nguyên nhân á. Tới 50% bệnh nhân là sau khi hỏi bệnh quá chừng thì không có tìm được cái nguyên nhân cái hoạt mề đay nào hết. Thì những trường hợp này mình chỉ cần theo dõi và lại tiếp tục ghi nhận lại những cái thức ăn có liên quan hay không trong tương lai thôi. Chúng ta sẽ cần phải điều trị mề đay như thế nào ạ? Liệu là theo như dân gian thì mọi người thường hay bôi kem hoặc là bôi các cái loại dầu gió lên trên cái vết mề đay này thì nó có hiệu quả không thưa bác sĩ? Dạ, câu hỏi này rất là hay. Nhiều bệnh nhân họ có rất là nhiều cách để họ xử lý cái vấn đề mề đay, dầu gió rồi đôi khi là lấy cái lá gì để chà lên nữa. Thì thật ra là mề đay có thể do các yếu tố kích thích bên ngoài, đặc biệt là do tiếp xúc. Do đó mình cũng không nên là bôi những cái dầu gió hay là chà những cái lá lên trên da của bệnh nhân đâu. Thì điều trị mề đay, điều quan trọng nhất, thứ nhất đó là chúng ta phải xác định được cái nguyên nhân hoặc là các yếu tố kích hoạt liên quan đến mề đay thông qua việc hỏi bệnh sử. Thì khi mà ví dụ như bệnh nhân mà chẩn đoán được là dị ứng thức ăn thì bệnh nhân thì phải kiêng ăn thức ăn đó trong một thời gian tới khi nào bác sĩ quyết định làm test lại thì mình mới được ăn hết bệnh rồi thì mình mới được ăn lại. Đó là kiêng thức ăn, thuốc cũng vậy, đã chẩn đoán là dị ứng thuốc rồi thì thuốc đó không được sử dụng nữa, chúng ta phải ghi chú lại để cho bác sĩ sau này kê toa thuốc sẽ biết là thuốc đó đã dị ứng, mình không được xài nữa. Thì những cái yếu tố kích hoạt khác ví dụ như là yếu tố vật lý như là mặc quần áo chật bị nổi thì mình sẽ tránh mặc những quần áo chật hơn, tránh cào gãi hay là tránh những cái việc mà thay đổi thời tiết đột ngột hoặc là đi ra trời lạnh mà bị mề đay do lạnh á, thì chúng ta nên mặc kín lại để không xuất hiện mề đay nữa. Do đó tìm các yếu tố kích phát
và tránh các yếu tố đó là điều trị quan trọng nhất. Thứ hai là chúng ta dùng thuốc. Thì đối với trẻ em, thuốc điều trị mề đay rất là hiệu quả và sẵn có, và cũng có những cái an toàn nữa, ít tác dụng phụ. Vì thế nên các bác sĩ thường sẽ kê toa cho bệnh nhân các thuốc giảm triệu chứng là thuốc kháng histamine thế hệ thứ hai. Thì các thuốc kháng histamine này sẽ giúp bệnh nhân giảm ngứa và giảm nổi mề đay, kiểm soát tốt. Những trường hợp mà đặc biệt nghiêm trọng thì mới cần xài những cái thuốc mà kháng viêm ngắn ngày. Còn những cái việc mà chăm sóc tại chỗ thì chúng ta có thể chườm mát này, mặc đồ thoáng, và tránh cào gãi thôi, chứ không nên bôi. Thì một số những cái kem bác sĩ có thể kê toa cho bệnh nhân để bôi để giảm kích ứng ở trên da, thì những cái kem đó phải là những cái kem mà dành cho da nhạy cảm, giống như là dưỡng ẩm, thì sẽ hiệu quả một phần trong quá trình dịu cái cơn ngứa của bệnh nhân. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với việc là các xét nghiệm có thật sự cần thiết hay không, thưa bác sĩ? Thật ra là các đa phần các trường hợp mề đay thì không có cần thiết phải làm xét nghiệm. Bác sĩ sẽ chẩn đoán chủ yếu dựa vào việc hỏi bệnh sử và khám lâm sàng. Giống như phía trên mình đã nói là những cái trường hợp mà nghi ngờ dị ứng thuốc hay thức ăn thì chúng ta bắt buộc phải làm test lại da, định lượng nồng độ IgE đặc hiệu, hay là nghiệm pháp thử thách đường miệng, thức ăn hay thuốc đều có thể làm được. Thì những cái đối với thức ăn thì phòng khám có thể thực hiện test lại da với tất cả các loại thức ăn, có thể là những cái thức ăn từ những cái lọ dị nguyên thương mại, hay là thức ăn được trữ trong tủ lạnh của phòng khám, hoặc là đôi khi thức ăn do chính bệnh nhân mang tới. Thì chúng tôi đều có thể làm test lại da với những thức ăn đó. Tuy nhiên thì việc lựa chọn thức ăn nào làm test thì sẽ dựa vào bệnh sử để hỏi mối liên quan, chứ mình không làm test thức ăn với tất cả các loại thức ăn mà bé ăn. Và đối với thuốc cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái xét nghiệm tương ứng. Một số trường hợp mà mề đay mãn tính hoặc là mề đay kéo dài đáp ứng kém điều trị, hoặc đôi khi trong quá trình thăm khám bác sĩ phát hiện ra bệnh nhân có những cái biểu hiện của bệnh lý toàn thân như là viêm khớp, lupus hay là bệnh bướu giáp chẳng hạn, thì bác sĩ sẽ phải tìm những cái xét nghiệm khác hoặc là hội chẩn chuyên khoa để có hướng chẩn đoán và điều trị tích cực hơn. Thưa bác sĩ, diễn tiến của cái nốt mề đay này nó sẽ như thế nào ạ? Liệu mề đay tái phát lại hoặc là diễn tiến mãn tính thì có thường gặp hay không? Thì trong một đợt mề đay cấp thường là sẽ kéo dài từ vài ngày đến 1-2 tuần. Thì những cái trường hợp đó bị cái nốt mề đay sẽ cứ lặn đi rồi lại nổi lại. Một nốt thì sẽ kéo dài không quá 2-4 tiếng, nhưng mà nó giống như là di chuyển. Nay nổi ở tay rồi mai nó lại nổi ở trên ngực, trên mặt, nó di chuyển qua di chuyển lại như vậy, gọi là di chuyển. Thì cái đó là trong đợt mề đay cấp. Tuy nhiên thì sau một đợt mề đay cấp thì có tới khoảng chừng, theo các nghiên cứu thì người ta thấy là khoảng chừng 10% bệnh nhân là sẽ tái phát mề đay trong vòng 1 đến 3 tháng tiếp theo. Và nghiên cứu mà lâu hơn thì họ thấy trong quan sát 1 đến 2 năm có tới 30% các trẻ nổi mề đay trở thành mãn tính, tức là triệu chứng kéo dài trên 6 tuần, được gọi là mề đay mãn. Do đó là việc điều trị nó sẽ kéo dài hơn. Như vậy thì có các cái yếu tố nào thúc đẩy mề đay cấp dễ diễn tiến thành mãn tính hoặc là tái phát không, thưa bác sĩ? Thì có một số yếu tố mà các nhà nghiên cứu đã tìm ra. Nó có liên quan đến cái nguy cơ mà tái phát của mề đay. Giống như là với những trẻ mà có bị mề đay do các yếu tố vật lý, như ban nãy mình nói là do áp lực này, do thời tiết nóng lạnh này, hay là những cái trẻ mà không có tìm được nguyên nhân nào mà gây nổi mề đay, thì những cái trẻ đó lại là những trẻ có nguy cơ tái phát nhiều nhất. Hoặc là những trẻ mà trong lứa tuổi đi học sau 5 tuổi, hoặc là thanh thiếu niên, những trẻ ở lứa tuổi dậy thì trong cơ thể nó bắt đầu thay đổi nội tiết tố, có những cái yếu tố tâm lý xì chét, thì mấy bé đó sẽ dễ nổi mề đay nhiều hơn. Và thông thường là có một điều đặc biệt là những cái trẻ mà có gia đình cha mẹ cũng hay nổi mề đay,
thì bệnh này có tính gia đình một chút, nên là những thường hay có cha mẹ bị nổi mề đay tái đi tái lại, mà dân gian hay gọi là bị phong, rồi bị dị ứng thời tiết, thì đây là những trường hợp mà dễ tái phát. Thưa bác sĩ Ngọc, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 hiện nay thì đơn vị dị ứng có những dịch vụ gì để mà hỗ trợ bệnh nhi mắc mề đay cấp không ạ? Thì phòng khám dị ứng của Nhi Đồng 1 hiện nay đang khám vào chiều 24/6. Thì tại phòng khám của chúng tôi có những cái dịch vụ chuyên sâu để chẩn đoán và điều trị các bệnh lý dị ứng, trong đó có mề đay. Chúng tôi có thể thực hiện các xét nghiệm dị ứng như ở phía trên mình đã nói, như là test lợi da, các cái xét nghiệm máu để định lượng nồng độ Izo đặc hiệu, hay là có thể cho bệnh nhân chỉ định thực hiện nghiệm pháp thử thách đường miệng. Nghiệm pháp thử thách đường miệng là cái bác sĩ sẽ cho bệnh nhân tiếp xúc với thức ăn đó với một liều lượng tăng dần theo cái phác đồ có sẵn, và trong cái điều kiện là chuẩn bị sẵn các xử lý các vấn đề dị ứng có thể xảy ra để bảo đảm là bệnh nhân ở trong môi trường an toàn. Thì khi mà bệnh nhân có biểu hiện dị ứng, khi mà ăn trực tiếp thức ăn đó thì có thể xác định chắc chắn đó là dị ứng thức ăn. Đây là một tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán dị ứng mà phòng khám có thể đề nghị bệnh nhân thực hiện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng làm test lợi da với các loại dị nguyên hô hấp trong các bệnh lý đường hô hấp như là hen suyễn, viêm mũi dị ứng hay viêm kết mạc dị ứng. Những bệnh lý này thì test lợi da sẽ giúp phát hiện dị ứng với các con mặt nhà, lông chó, lông mèo, hay là phấn cỏ, hay là con dán. Đây là những dị nguyên hô hấp mà phòng khám có thể thực hiện. Cảm ơn bác sĩ Ngọc về những thông tin rất hữu ích. Trước khi kết thúc thì bác sĩ có thể tổng kết lại các cái lời khuyên nổi bật để cho quý phụ huynh mình sẽ lưu ý như thế nào khi mà có trẻ nổi mề đay cấp tại nhà không ạ? Để tổng kết lại cái buổi nói chuyện của chúng ta thì về mề đay cấp thì có thể tóm tắt trong một số ý sau đây mà các phụ huynh có thể ghi nhớ. Thứ nhất là bệnh mề đay cấp là một cái bệnh lý khá thường gặp ở trẻ em. Đa phần là nó lành tính, đây là những nốt sẩn nổi gô trên mặt da và gây ngứa giống như mũi chích. Thì có rất là nhiều nguyên nhân hay là yếu tố kích phát gây ra một đợt mề đay cấp, như là nhiễm siêu vi, nhiễm trùng, các chất kích thích, các yếu tố vật lý, hay là dị ứng thức ăn, dị ứng thuốc. Thì mề đay do dị ứng không phải là thường gặp, tuy nhiên nó có thể diễn tiến nặng và rất là nguy hiểm. Vì thế, đối với phụ huynh có con em bị mề đay thì chúng ta nhất định là phải nắm được các dấu hiệu mà gợi ý phản vệ, cần phải đi cấp cứu ở cái trung tâm y tế gần nhất. Những cái dấu hiệu đó là những cái biểu hiện của đường hô hấp gây khó thở, biểu hiện tiêu hóa như là đau bụng, ói, tiêu chảy, hay là mặt tái xanh, tụt huyết áp và xỉu. Do đó là đây là những cái dấu hiệu cần đi cấp cứu tức thì và gần nhất có thể. Điều cuối cùng là việc điều trị mề đay thì hiệu quả và an toàn. Do đó là các bậc phụ huynh hãy cho con em mình đi khám chuyên khoa để được xác định các yếu tố gây mề đay cũng như được hướng dẫn sử dụng thuốc phù hợp để cho bé có một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ cũng như là việc học tập của trẻ. Như bác sĩ Ngọc chia sẻ thì phòng khám dị ứng của chúng ta sẽ làm việc vào các buổi chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu phải không ạ? Đúng rồi. Trước mắt thì bệnh viện là phòng khám dị ứng khám vào các buổi chiều đó. Chúng tôi hy vọng với những thông tin hữu ích vừa rồi, quý phụ huynh sẽ không còn lúng túng nữa mỗi khi trẻ nổi mề đay và có thể kịp thời nhận biết các dấu hiệu nặng để đưa trẻ đến thăm khám kịp thời tại các cơ sở y tế. Bệnh viện Nhi Đồng 1 luôn luôn sẵn sàng chào đón, thăm khám tận tình và giải đáp các thắc mắc của quý vị. Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc đến từ đơn vị dị ứng khoa nội tổng quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã đồng hành với chúng tôi trong buổi phát sóng kỳ này. Quý vị có thể gửi thắc mắc về trang fanpage của Bệnh viện Nhi Đồng 1 hoặc bình luận ngay dưới buổi phát sóng này. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình, có thể truy cập vào fanpage hoặc là kênh YouTube của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.